19 này là một câu tính toán rất hay. 19 này là một câu tính toán cực kỳ hay luôn. Nha, các bạn cùng quan sát nhá, thầy hướng dẫn các bạn làm nhá. Đầu tiên này, trong các bình ga ấy, thì cái việc mà chúng ta phải thêm CH3SH thì nó sẽ giúp chúng ta phát hiện khí ga rò rỉ, bởi vì là tất cả những anh khí ga là propan và butan nó không màu. Nên là khi cho đằng CH3SH vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là ta sẽ thấy rằng nó có cái mùi và ta biết là khí ga bị thoát. Vì vậy nên cái này là đúng. Chọn luôn. Đúng luôn. Ý à, đúng luôn. Các bạn nhá, ý à đúng luôn. Thứ hai này, tỷ lệ khối lượng propan và butan trong bình ga là 50-50. Các bạn lưu ý cho thầy này. 12 kg là mình phải đổi thành 12.000 g nhá. Tỷ lệ thể tích chính là tỷ lệ số mol. Có nghĩa là propan C38 nếu thầy đặt nó là 3 thì butan propan thiếu chữ E, butan thiếu chữ E. Đúng không? C4H10 thì thầy sẽ phải nó là 7A. Được chưa? Vậy ngay lập tức thì có là tổng khối lượng của cái bình ga này là 12 kg á. Đúng không? Vậy thì suy ra thì sẽ có bảo toàn khối lượng, thì sẽ có khối lượng của C38 cộng với lại khối lượng của C4H10 thì nó bằng 12.000. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn ta sẽ có này. Phân tử khối của C38 bằng bao nhiêu nhỉ? 12 x 3 là 36, 36 cộng 8 là bằng 44. 44 x 3 cộng với lại C4H10. 12 x 4 là 48, 48 cộng 10 là bằng 58. 58 x 7A bằng 12.000. A bằng 2,305. Vậy 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Nào vậy 3 bằng bao nhiêu? C38 là 66,915. C4H10 ạ? 156,135. Ok nha. Ấm nha. Vậy này, ngay lập tức này, ta sẽ tìm được đầu tiên này. Phần trăm khối lượng. Phần trăm khối lượng này. Khối lượng của C38 chia khối lượng của C4H10 bằng 66,915 nhân 44 chia cho 156,135 nhân 58 bằng mấy chia mấy? Chắc chắn là khác 50/50. Đúng chưa? Vì vậy nên ở đây ý B hỏi tỷ lệ khối lượng propan chia butan là 50/50 là sai. Sai lẻ. Được không ạ? Ý C nói là nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là 10.000 kJ sẽ nào? Đây ạ. Giả sử hộ này tiêu thụ là 6.000 kJ nhiệt. Nhưng hiệu suất là 60.000, hiệu suất là 60%. Vậy suy ra nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là Q thực tế mỗi ngày bằng nhá. Đây ạ. Cần 6.000 nhưng mà hiệu suất là có 60%, vậy là 6.000 chia 60% nghĩa là chia 0,6 bằng 10.000 kJ. Chính xác luôn. Đúng. Được chưa? Cuối cùng, hộ gia đình trên sử dụng hết một bình ga trong 99,5 ngày. Sẽ đúng nhá. Thế thì bây giờ mình phải tìm được là hộ gia đình trên sử dụng hết bình ga trong bao nhiêu ngày. Thì mình có quy thực tế mỗi ngày là cần 10.000 rồi. Bây giờ mình cần tìm xem là quy của cái bình ga là bằng bao nhiêu. Đây, biết đây. Một mol propan thì là 2.220. Một mol butan thì là 2.874. Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình nhân thôi. Mình lấy số mol propan nhân với lại 2.220. Đúng không? Đấy, mình sẽ có là số ngày. Ngày bằng số mol propan là 66,915 này nhân 2.220 cộng với này butan này là 156,135 nhân với lại 2.874 được bao nhiêu chia 10.000? 60 ngày à? À ok, 60 ngày. Vậy nó bằng 60 ngày. Ok. 60 ngày mà đây là 99,5 là sai chưa? Đấy. Vậy là đúng sai, đúng sai. Và làm như vậy thì mình ăn được một điểm.